kênh mình chơi miền Tây nha, học hỏi và sáng tạo. Thì hôm nay mình sẽ vô góp cái phòng giới thiệu vệ sinh nha. Thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm để ấp từng vệ sinh sao cho nó được thẩm mỹ của chú chị bạn. Mình cũng mời cô chú chị bạn xem mình ấp nhà vệ sinh như thế nào. Thì trước tiên mình sẽ kiểm tra chất, coi có độ nghiêng ngả gì không nha. Mình sử dụng là Laje, dụng là Tâm. Cái thương hiệu này xài cũng ngon lắm em, cô chú anh chị bạn. Rồi mình sẽ bắn thử cái dây từng này có thẳng hay là không, rồi mình sẽ tiến hành mình dán nha. Này thì nó là 16 tia. Thì vô cái cạnh này thì mình kiểm tra thì nó cũng là tương đối chứ cũng không được thẳng cho mấy nha. Đó, cộng ngay góc này và bên đây nữa. Bên đây cũng tương đối. Kiểm tra bên đây luôn. Đây là chất này thẳng nè. Thì mình lựa một cái chất thẳng nhất nha. Mình sẽ dán một cái chất thẳng. Mình cân bằng lại. Thì cái này máy này nó cũng nhạy lắm. Nếu còn mình nghiêng chút thì nó sẽ kêu nha. Đó, nó sẽ kêu liền chứ không phải như mấy máy kia mà để nghiêng hơi cái độ nhiều quá nó mới kêu. Còn này chút đỉnh này nó sẽ kêu liền. Thì bây giờ mình sẽ dán chất này. Thì trước khi anh em muốn dán gạch này thì phải lựa theo tùy gạch nha. Ví dụ gạch 30 60 khác, còn 25 40 khác. Thì mình sẽ đo cho nó coi nó có chẵn gạch hay là lẻ gạch như thế nào. Rồi mình sẽ dồn qua một góc nha. Đây, đó mình lấy mặt bằng như vậy. Thì mình cứ để ngay chân chỗ này. Đó, vậy là thì mình cứ dán từ trong đó cho ra. Mình dòng góc từ đó ra vô cái cửa này, sẽ dấu vô cửa này khi người ta nhìn vô là nó có thẩm mỹ nha. Rồi bên đó mình sẽ lùa từ góc này qua đây, dán ngược qua đây hoặc đây qua đó thì cũng được, dán được những miếng sao mà cái đường gon của mình nó được thẳng, dòng qua đây, trong đó cũng lùa qua đây luôn. Thì trên này người ta sẽ có cái nhà vệ sinh bên kia. Thì hôm nay mình sẽ dán bên đây trước nha. Mình sẽ hướng dẫn chia sẻ cho các anh em mới vào nghề và kinh nghiệm còn yếu nha. Còn những anh em nào mà kinh nghiệm cao thì xem video mình ủng hộ mình nha. Có gì góp ý bình luận bên dưới cho mình học hỏi thêm kinh nghiệm. Thì đây mình sử dụng những con đội mình nha. Những cái ke gốc cộng 1 ly nha cô chú anh chị. Sử dụng bàn cưa. Tường mình đã tí rồi, nó đã gáo rồi nha cô chú anh chị nha bạn. Thì mình cứ dứt dán thôi.
Rồi thì sáng giờ mình đã chia sẻ là để dán một bức tường trong nhà vệ sinh đó là nhanh và hiệu quả nha. Thì đây là mình đã dán cái dọc chân xong rồi nè, lấy cho nó thẳng một cái mực cân bằng của laser, rồi đó mình sẽ dán từ cái chân đó trở lên đó. Thì dán keo thì nó không được khô liền nha của chú anh chị bạn, thì mình sẽ dùng những con đội mình đội lên cái nền nhà đóng nhà vệ sinh này nữa mình lót lại nha. Ba phía là mình dán như nhau. Rồi thì bác nữa mình sẽ dán lên bức tường trên nha.
Thank you.